Và trường học ở Nhật Bản ngoài công dụng để học ra thì còn một công dụng khác, đấy là để tránh nạn khi mà có động đất hay là lũ lụt xảy ra. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với cái đồ của mình. Hiện tại thì mình đang ngồi trước cổng của một cái trường tiểu học. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem sơ sơ về cái trường tiểu học ở trong cái video này. Là trường tiểu học ở Nhật Bản nó có xịn sò có hơn gì so với trường tiểu học ở Việt Nam không? Nếu các bạn nhìn sơ sơ qua là nó sẽ không sặc sỡ được bằng trường ở Việt Nam rồi đấy. Đây là toàn cảnh bên ngoài đứng từ cổng trường nhìn vào. Ở ngoài trường thì có hai cái bồn hoa xuyến chi. Ở Việt Nam nó giống hoa xuyến chi, còn kia cái trường kìa. Ở kia nó có một cái sân bóng chày, bóng đá. Trước cửa thì có một cái sân rất to để chơi bộ môn thể thao. Đối diện cái sân này thì là một cái sân bóng chày nữa. Thì ở đây sẽ có các em tiểu học đang đứng tập trung, khả năng là sắp sẽ có một trận bóng chày diễn ra. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy rằng là trong trường có hai cây anh đào, ba cây hoa anh đào. Mùa này là mùa anh đào Nhật Bản đang nở. Thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Khi vào đây thì các bạn có thấy có hai cái biển chỉ dẫn bên này. Bên biển này nó ghi là ở trường này thì đang được lắp camera an ninh giám sát. Đấy, còn bên này thì nó ghi là ở trường này để đảm bảo sự an toàn của nhi đồng, của học sinh ấy, thì là đô cái video sẽ được ghi lại bằng camera giám sát chứ không phải là nó cấm quay video. Ở đây có một cây anh đào nhưng mà nó đang tàn rồi. Sao lại đã tàn nhỉ? Bây giờ mới là cuối tháng 3 mà đã tàn rồi. Đây, và trong trường thì bạn có thể thấy có những cái thiết bị để cho học sinh chơi. Và trong kia đang có một trận bóng chày. Các bạn thiếu nhi. Như mình đã nói thì ở Nhật Bản thì bóng chày là bộ môn được yêu thích hơn cả bóng đá. Bởi vì nó được dạy từ tiểu học. Và tiểu học được trang bị đồng phục rất là đẹp. Ở Nhật Bản thì cái gì chê thì chê, nhưng mà riêng cái về cái quần áo, thời trang thì nó lúc nào nó cũng chỉnh chu từ tiểu học. Khi tiểu học nó có lễ tốt nghiệp này, chung đến cấp 2 nó cũng lễ tốt nghiệp này. Trong cái lễ đấy thì các em được mặc đồng phục nó giống như kiểu mặc vest mà suit ấy, trông lịch sự. Khi đi làm thì cũng cái mặc vest mặc suit nó là cái chuyện rất là bình thường. Nó không có gì gọi là giống như ở Việt Nam, nó như là một cái gì nó có quý tộc, nó cao cấp lắm, không phải, đấy là chuyện rất là bình thường. Trong bóng chày hay bóng đá, bộ môn thể thao nào cũng thế, đều có đồng phục rất là đẹp. Đẹp to này. Đấy. Hai cây anh đào, ba cây, bốn cây kìa. Các bạn có thể thấy trường thì người ta chỉ xây có ba tầng như này thôi. Và cái cây ở trong trường nó rất ít cây cao. Bởi vì là ở Nhật Bản động đất nhiều cho nên là các cái tòa nhà nó không thể xây cao chót vót 5 tầng như ở Việt Nam được. Và các cái cây mà cây to quá là người ta cũng không thể trồng nhiều được để tránh động đất. Và trường học ở Nhật Bản ngoài công dụng để học ra thì còn một công dụng khác, đấy là để tránh nạn khi mà có động đất hay là lũ lụt xảy ra, thì chính phủ Nhật Bản sẽ gửi cho một cái thông báo khẩn cấp chạy đến những cái nơi ví dụ như trường học này để đánh nạn. Bọn mình sang đây thì nói chung là khẩn cấp thì cũng có, nhưng mà để đi đánh nạn thì chưa có. Nếu mà đấy đánh nạn thì nguy hiểm lắm nhỉ. Và đối diện với trường học cũng là một cái sân bóng đá này là sân vừa để đá bóng và vừa để đánh bóng chày luôn. Nói chung ở Nhật Bản thì cũng rất là thích thể thao ấy, nhưng mà thường thì người ta chỉ chơi khi mà còn đi học tiểu học và trung học. Tại vì khi mà đi làm rồi mình hỏi thì gần như là ít người chơi thể thao lắm. Hoặc là khi đi làm rồi người ta sẽ chơi những bộ môn chơi gym hoặc là chạy bộ thôi. Còn bóng chày mấy cả bóng đá người ta bỏ hết. Tại vì một là do độ tuổi, hai là do công việc. Làm việc ở Nhật Bản người ta thường làm rất là muộn. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.